Chào mừng toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung tại Hải Dương phiên buổi trưa hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2023. Em xin kính chúc toàn thể gia đình mình một ngày mới cũng như là một tuần mới thật nhiều năng lượng trong công việc. Và số điện thoại cũng như số Zalo để các bác có thể liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và tất cả những đơn giá em báo là chưa có phí vận chuyển nhé. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Ngày hôm nay thì rất là nhiều mặt hàng giá rẻ và rất là nhiều mặt hàng đẹp chơi xuân, chơi Tết và có những dòng chơi quanh năm. Và nhà em vẫn đang tiếp tục xả lan rừng nhé. Lan rừng em xả em sẽ quay ở cuối video và em sẽ lần lượt giới thiệu đến từng loại mặt hàng. Và nhà em thì ship hàng toàn quốc ạ. Các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển ạ. Và hôm nay thì hàng về rất là nhiều nên là em sẽ đi luôn vào những cái mặt hàng trong phiên ngày hôm nay để các bác đặt hàng luôn ạ. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu đến dòng Đai Châu. Đai Châu hôm nay sẽ giới thiệu đến dòng Đai Châu của Thái nhá. Thái Lan hôm nay thì em có cái loại phân màu, cũng có những loại mà không phân màu và cây rất là đẹp, cây to, giá rẻ. Trước mặt mọi người đây là dòng Đai Châu màu cam lửa, một cái trong những cái dòng hàng mà siêu hot, nhà em bán rất là chạy hàng. Hàng Tết thì em đã bán cái loại mà đang nở hoa và bông hoa màu cam lửa rực rỡ lắm ạ, bông hoa rất là thơm. Còn bây giờ thì em bán cho mọi người cây để cho mọi người chơi chăm đến Tết nhá. Lô đợt này về cây đều là cây to nhé, một chậu là 2 cây, hàng chậu gỗ. Và loại này thì giá đợt này thì em nhập mềm hơn với giá chỉ có 240.000 đồng một chậu thôi. Cây to này, lá dài đẹp này, nói chung là hàng Đai Châu cam lửa thì thường ít khi còn nào lim là mít. Nhưng mà cây thì rất là to, bự, đẹp, đấy, cam lửa đấy, đẹp lắm. Còn xem bên đây là màu Đai Châu mít này, Đai Châu mít thì hôm nay cây của nó bự hơn hôm trước rất là nhiều. Mọi người nhận lô hàng này thì cực kỳ là ưng ý nhé các bác nhé. Và Đai Châu, riêng Đai Châu em sẽ bao ship từ 3 chậu nhá. Ok không? Đấy, đâu ở Đai Châu nhà em thì các bác cứ mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Đây là Đai Châu mít này. Đai Châu mít này thì đợt này thì khá là nhiều màu. Đây có cây thì màu tía đỏ như thế này mọi người này. Có cây thì tía đỏ này, có cây thì thân hơi phớt hồng này, cái thân hơi đốm đốm này, có cây thì thân trắng tinh như này. Đấy, màu trắng thì nó sẽ có thể là màu cam hoặc có thể là màu trắng hoặc có thể là màu hồng cánh sen. Đấy, nói chung là cái lô này thì nó solo nhiều màu lắm ạ. Màu trắng, thân trắng này thì cây nó nhỏ hơn. Còn những cái cây mà nó thân nó tía tía này thì cây rất là to. Mà bản lá nó to ấy mọi người nhá. Đây là Đai Châu mít. Và Châu mít lần này thì em bán cho mọi người ưu đãi nhá. Chỉ có 130.000 đồng một cây thôi. Cây này đáng nhẽ nó phải rơi tầm 150-160. Đấy, lô này thì em về số lượng nhiều. Đấy, 130. Các bác kết hợp cứ 3 chậu châu em miễn ship cho. Sang bên đây là hồng cánh sen. Hàng này thì chuẩn hoa. Cái hồng cánh sen hàng lá ngắn này thì bình thường em bán hơn 200 đấy. Nhưng hôm nay thì cũng còn 4 chậu thôi em bán 200.000 thôi ạ. Đây, bản lá ngắn, bản lá mít nhá. Đây, hồng cánh sen lá mít. Còn nếu mà các bác mua hồng cánh sen mà lá xếp, mà lá nó dài hơn, nhưng mà cây lá xếp này, cây này thì nó sẽ to hơn. Bao giờ lá dài nó sẽ nhìn to hơn là cái lá mít kia. Nhưng mà hàng này chậu gỗ, bao giờ chậu gỗ nó cũng sẽ đắt hơn. Hàng chậu gỗ thì em bán là 250, còn hàng chậu nhựa này là em bán 200. Đấy, nhập nó có hai mức size như thế, nên là các bác cứ lấy loại nào thì cũng được. Màu thì như nhau, đều là màu hồng cánh sen ạ. Còn bên đây là cũng là Đai Châu, bản lá rất là to và cây này to hơn. Nếu mà cây mít kia to rồi nhưng cây này còn to hơn cây mít nhá mọi người nhá. Đây là Đai Châu Thái. Loại này là 150 một cây, cây to và nó cũng rất là nhiều màu. Nhiều màu trong lô này lắm ạ. Đây, cây này to lướng lắm. Và cái bản lá nó cũng to. Thực ra tại vì lá nó to thì cũng gọi là mít rồi, nhưng mà lá tại vì nó xếp nó dài hơn. Là lá mít kia thì nó ngắn hơn. Đấy. Cái lô Châu Thái là châu lô châu 150, nhiều màu. Ngày xưa Châu Thái thì nó đắt, giờ nó cũng rẻ hơn nhiều các bạn. Cứ làm cho các em vài ba đôi về ghép lên trên chậu hoặc trụ. Tết có một giò hoa rực rỡ. Màu hàng Thái thì nó sẽ sắc sỡ, nhiều màu sắc hơn. Đối với hàng rừng là như thế. Và hoa rất là thơm. Đấy, Châu hôm nay kết hợp 3 chậu với nhau được miễn ship nhé. Mọi người lưu ý là hàng em miễn ship là chỉ áp dụng đối với một loại thôi. Ví dụ như các bác phải đặt Châu với nhau, chứ không thể đặt Châu rồi đặt kèm với cái mặt hàng khác được. Tại vì hàng nhà em nó hàng trăm loại mặt hàng. Nếu mà các bác cứ kèm như vậy thì nhà em miễn ship nhiều lắm ạ. Nên là các bác hết sức thông cảm. Mặt hàng nào em chạy số lượng thì em sẽ có chương trình riêng đối với từng mặt hàng đó. Sang bên đây là những cái bảng hoàng thảo vôi. Vôi này thì em xin giới thiệu mọi người, đây là dòng vôi Myanmar, dòng vôi thân nù và hoa tím đậm rất là đẹp. Vôi này là vôi
dòng rất là hot vào cuối năm, bán rất là chạy hàng. Và cái giống của loại này nhập cũng đã rất là cao rồi. Đấy, vôi Myanmar này, hôm nay một cái bảng vôi Myanmar mà nhiều thân như này, tất cả đều là hàng ghép sẵn rồi nhá mọi người nhá. Đang đi ngọn rất là đẹp luôn. Này, năm ngoái thất ngọn không, thân rất là phình nù. Và loại này thì hoa tím đậm, tím lịm luôn, chứ không phải là dòng hoa vôi mà thông thường. Vôi Myanmar này thì em xin phép bán một giò chỉ có 160.000 thôi ạ. Đây, một giò nhiều thân như thế này 160.000. Các bác cứ làm đôi bảng về ghép đến cuối năm á, nó sẽ đầu năm nào có một cái giò vôi phải nói là rực rỡ sắc màu, mà hoa màu tím đậm thì đẹp rồi, đẹp mỹ mãn rồi. Hàng này thì số lượng có hạn nhá. Hàng này thì giống này thì chỉ có một số vườn như cái anh này anh ấy trồng thôi, chứ còn các vườn khác người ta trồng vôi Lào nhiều, bởi vì giống vôi Lào nó rẻ. Nó rẻ hơn và thực ra cái vôi Lào thì hoa của nó màu nó phớt hồng thôi, chứ nó không được tím như cái dòng này. Còn xem bên này là những cái bảng long tu xuân. Long tu xuân thì thường em bán 160 này, 150 này. Hôm nay em sẽ giảm cho mọi người một cái bảng long tu xuân cũng nhiều thân như này nhá, với giá 130.000 các bác nhá. Hôm nay giảm giá cho các bác long tu xuân 130k. Đấy. Bây giờ cái giống vôi giống long tu xuân thì nhập vào nó cũng cao mọi người ạ. Em không nhập hàng kg bởi vì sao? Mùa này em nhập hôm vừa rồi nhập có 15 cân mà bán mãi mới hết, rồi nó hao, xong là cái mầm nó lên nó hay bị thối, bởi vì cái dòng hàng kg là thường nó thế. Đấy, còn cái hàng thuần này thì các bác yên tâm là kể cả gửi vào miền Nam 4-5 hôm cây vẫn bình thường nhé. Đấy, mua cái hàng thuần hôm nay một bảng nhiều thân này có 130.000. Hàng hôm nay em giảm giá thôi, chứ thông thường phải bán 150 thì phải có lời. Sang bên đây tiếp là những giò đùi gà dẹt mọi người ạ. Những giò đùi gà dẹt hàng thuần, gà dẹt thanh thổ hóa hàng thuần. Hoa của nó là màu tím trắng và cực kỳ là siêng bông. Đây là các bác này, những cái thân gà dẹt thắt ngọn đến cuối năm này sẽ cho ra những cái bông hoa rất là tuyệt vời luôn. Đây mọi người nhá, em nhắc thử cho mọi người những cái chậu đùi gà dẹt này. Rất là nhiều thân luôn. Và gà dẹt thì em bán đồng giá cho các bác chỉ có 180.000 thôi ạ. Các bác nào chơi đã chơi hoa đùi gà rồi thì biết rồi. Dòng này thì hoa rất là sai, rất là đẹp. Đấy. Và hoa nếu mà mùa xuân nở rực rỡ lắm. Đây, thân này cũng rất là đanh. Đấy, mầm nó đi dài chưa? Hoa sẽ nở vào những cái thân tơ đấy nhá, gà dẹt. Còn phía bên đây là những chậu hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc hàng thuần em cũng chỉ còn vài chậu thôi. Này các bác thấy một chậu hoàng phi hạc nó nhiều thân chưa? Nói chung là thân mầm lên rất là nhiều mà giá thì lại rẻ mọi người nhá. Một chậu như thế này em bán 160. Còn nếu mà các bác lấy những chậu mà mầm cao hơn, dài hơn như thế này em bán 180 này. 180.000. Rẻ hơn rất nhiều so với hàng cân. Để trồng một cái chậu đẹp như này ít nhất là phải từ 1 năm trở lên mới có những cái chậu đẹp tác phẩm. Hàng này đến cuối năm mà nó dài, nó thắt ngọn thì cho hoa đẹp lắm. Hoàng phi hạc thì cái bông hoa hàng rừng của nó thì nó rất là đa dạng. Nó có thể là màu hồng này, màu tím phớt hoặc là màu xanh, màu vàng. Hoàng phi hạc thì hoa cánh xoắn rất là đẹp. Từ 160 đến 180 có hai mức giá thôi. 180 thì hàng chọn hơn, còn 160 thì cũng nhiều mầm nhưng nó mầm nó ngăn ngắn. Hoàng phi hạc. Tiếp theo sang bên đây em giới thiệu đến mọi người đến cái lô hoàng nhạn 4N nhá. Hoàng nhạn cực kỳ là VIP. Đấy. Để mà nói bây giờ cái dòng mà để hot nhất thì bây giờ vẫn là nhạn, là quế, là những dòng đơn thân. Đấy, còn đối với dòng phi điệp thì nó cũng đầm hot, nó cũng vừa vừa thôi. Kể cả những dòng đột biến thì bây giờ nó cũng rất là vừa tiền rồi. Mà gần như em thấy là người ta cũng còn không khách hàng cái độ mà thích thú của người ta vẫn chưa không bằng những dòng dòng đơn thân như thế này. Bởi vì sao? Đơn thân nó vẫn là cái dòng mà nó chậm nhân giống. Đây là bao giờ độ hiếm của nó cũng cao. 4N thì thông thường các shop hiện tại thì chỉ bán cái hàng cây đơn thôi. Nhưng shop bên em được cái là tìm được cái vườn này người ta xuất cái hàng cây đôi các bạn. Cây đôi mà cây 4N thì bản lá rất là to đẹp. Cây đôi. Đấy. Và một chậu cây đôi này thì em sẽ có hai mức giá nhé. Đối với những cái cây to chọn này. Cũng đều là cây mẹ con. Nhưng những cây to hơn đấy, em bán 350. Còn những cây mà nhỏ hơn một chút xíu thì em bán 300.000. Đều là một đôi. Vừa rồi cái lô vườn này người ta chưa xuất đấy, em tìm hỏi vườn khác người ta chỉ xuất cây đơn thôi và giá nhập vào đã bằng cái giá hiện tại em bán lẻ rồi đấy, là giá 300.000 nhá. Mà cây đơn nhá, cây một thôi đấy mà đã nhập vào bằng cái giá hiện tại bán lẻ là 300.000 thì em không biết là về bán như thế nào ơi. Đấy. Nên là không phải là vườn nào người ta cũng xuất cái hoàng nhạn 4N giá rẻ đâu. Đây. Đây là những cái cây 300, cũng là cây mẹ con. Còn những cây 350 nó sẽ chọn to hơn nhá mọi người nhá. Này, nó sẽ to hơn hẳn. Đấy.
Thi thoảng cái dòng này nó xuất sát một tí lá thì các bác thông cảm nhé. Hàng của Thái vận chuyển về nó hay bị thế lắm các bác ạ. Không tránh được đâu. Còn nếu mà nó bị dập nát như là dập hẳn một cái lá thì em sẽ chấp nhận, em sẽ thanh lý. Đấy, mọi người lưu ý cho em những cái dòng 4N nhé. Cây rất là đẹp, nói chung là số lượng nó cũng có ít. Sang bên đây là vũ nữ nhá. Vũ nữ nhà em hiện tại vẫn tiếp tục chương trình miễn phí ship khi mua 3 chậu vũ nữ bất kỳ trở lên. Nhà em thì vũ nữ luôn luôn đẩy số lượng lớn, và bởi vì chương trình đợt này em chạy chương trình là mua vũ nữ tặng dendro. Bác nào mua 3 chậu vũ nữ em sẽ miễn phí ship về đến tận nhà và sẽ tặng thêm cho mọi người một chậu dendro nắng. Nhiều bác thì không lấy quà thì cũng xin các bác thông cảm, bởi vì đây là món quà là nhà em tặng thêm để gọi là có chút tri ân khách hàng. Còn nếu mà các bác không lấy thì cũng không được quy đổi ra tiền mặt nhé mọi người nhá. Không lấy thì các bác hoan hỉ để em nhường cho những cái phần quà cho những khách khác, chứ không thể nào quy đổi sang tiền mặt được. Nhiều bác bảo là tôi không lấy vũ nữ thì trừ tiền đi cho tôi. À, không lấy đen rồi trừ tiền cho tôi. Hàng này là hàng tặng kèm. Đấy, các bác lấy thì các bác được, mà nếu không lấy thì cũng không được quy đổi ra tiền. Đây ạ, đây là cái dòng vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Đây ạ, chậu rất là to, rất là nhiều thân nhá, giả hành rất là mập. Nếu các bác lấy những cái chậu mà thân ít thì nó mập hơn, còn những cái chậu thân cũng nhiều thân như này thì nó thân nó không mập bằng thôi, nhưng tại vì nó quá to rồi. Về sang chậu cho em nhá. 160.000 đồng một chậu hoàng hậu hoa xanh, bòi dài xiêng hoa. Còn phía bên đây đó chính là những cái cây ngọc nữ hoa thơm. Đây những bụi ngọc nữ hoa cực kỳ là thơm, và dòng này thì hoa đến cuối năm phải cho từ 5 đến 7 vòi hoa. Loại này thì hoa của nó phân nhánh rất là đẹp, bông hoa màu tím hồng, rất là xinh. Và loại này thì hoa cực kỳ là thơm. Ai chưa được thưởng thức mùi hương thơm của ngọc nữ thì hãy sưu tầm lấy một chậu. Loại này thì hoa nở quanh năm, em bán 200.000 đồng một chậu. Còn một loại nữa mà hoa cực kỳ là bền nữa, đó chính là sô-cô-la. Đây, phải nói là cầm một cái bụi sô-cô-la nó rất là đầm tay và rất là nặng mọi người ạ. Cây to, đẹp, nhiều thân. Em bán một bụi sô-cô-la với giá 200.000 đồng một chậu nhé. Và cuối cùng bên đây đó chính là vũ nữ mèo cam hay là màu cam lửa. Bụi mèo cam thì bông chậu cũng rất là to, giả hành cũng mập. Mèo cam thì nó là cái dòng hoa của nó màu cam lửa rất là xinh, bông hoa giống tai mèo, đẹp lắm. Nói chung hàng này cũng là dòng hàng chạy. Đấy, cũng 200.000. Đấy, tất cả những dòng vũ nữ này chỉ 200.000. Duy nhất hoàng hậu xanh thì là giá 160. Còn cứ mua 3 chậu bất kỳ bên em sẽ tặng quà cũng như là miễn phí ship nhá các bác nhá. Nên ưu tiên các bác đặt số lượng, bởi vì không phải lúc nào em cũng tặng quà đâu ạ. Tặng quà các bác đâu. Miễn phí ship nó rơi tầm 50.000, hơn 50.000 tiền phí ship rồi. Đối với 3 chậu rồi ạ, mà tặng thêm quà, mà cái giá trị quà em hiện tại nó đang bán cũng rơi tầm 60.000, thì tính ra các bác đã tiết kiệm hơn được hơn 100.000 rồi nhá mọi người nhá. Nên lý do tại sao em cũng đang luôn luôn để cho mọi người những cái chương trình ưu đãi nhất khi mua hàng của bên nhà shop em. Còn sau cái đợt đèn vũ nữ này em nhập vũ nữ khác là em cũng sẽ không tặng quà đâu. Chương trình này em áp dụng hơi lâu á, còn trước đây em chỉ áp dụng trong vòng 2 ngày thôi. Đây là vũ nữ sô-cô-la. À, các dòng vũ nữ. Và có một cái loại vũ nữ nó thanh lý này. Đây là cái cây nhện nâu. Nhện nâu này thì trước đây em bán cũng hơi bị đắt đấy, 250 một chậu chứ không phải ít đâu. Đấy, chẳng qua là bây giờ thì nó còn 4 chậu thôi. Và thứ hai là cái dòng nhện nâu này là trồng từ khi người ta trồng rất là lâu đời rồi. Cái bụi nó to, nó nặng lắm rồi. Và thứ hai là về các bác phải cắt tỉa ra để các bác sang chậu này. Mầm nó đang lên đây này. Cái này trồng ra thì phải được đến 4-5 chậu nhỏ mọi người nhá. Hàng chậu giống bây giờ người ta bán 150 rồi, mà em bán cho mọi người một chậu nhện nâu này cũng giá 150. Về nhớ là cắt tỉa cho em sạch sẽ dễ đi, ngâm kích dễ và trồng lại. Những cái này trồng làm sao mà cái gốc này nó nổi ở trên cái mặt chậu, nó đâm rễ và nó phát triển mầm rất là nhanh. Sau này các bác sẽ được có những cái bụi nhện nâu to đùng luôn, mà hoa rất là đẹp nhá. Có 150 thôi, em xả lỗ đấy. Em còn vài chậu em xả lỗ đối với dòng nhện nâu đấy ạ. Đấy, không có nhiều mà. Đấy, đây là. Tiếp theo là pensoda. Pensoda đây là loại to. Thì hiện tại em có 2 chậu này, mầm đang đẹp chưa. Nói chung là cái pensoda này thì các bác lấy những chậu này thì nó, cây của nó sẽ khỏe hơn. Bởi vì cái hàng mà em đang bán cái loại nhỏ size phi 12 nó chỉ cao bằng một gang tay thôi. Chậu này hai mầm đẹp này, với cả vài cái thân đã từng ra hoa. Những cái thân dài nó có dưỡng chất để nó nuôi những cái mầm này nhá mọi người nhá. Không phải không có tác dụng đâu, mà nó còn ra hoa ở nách cơ chứ không phải ra hoa một lần. Chậu số 1 này em bán là 170.000. Những chậu này hôm trước toàn bán 230, hôm nay còn vài chậu em bán 170 này. Chậu này chậu số 3 nhá, hôm qua chậu số 2 có khách lấy. Chậu số 3 thì có 3 mầm rất là dài. Cái mầm này nó phải cao gần 3 găng tay rồi. Một mầm, hai mầm, đây mầm số 3 này. Thân này thì cũng có rất là nhiều mắt nụ còn chưa nở hoa này. Chậu này em bán là 230.000, to cao.
có 230 thôi ạ. Đây là chậu pensoda 1, 2, 3 mầm. Đẹp chưa? 230.000 chậu số 3. Còn đây là những cái chậu đen đô nắng em đang giảm giá này. Thực ra thì cây thì nó vẫn còn ok, rất là đẹp. Hôm qua thì em giảm giá nốt lô này để em nhập lô hàng mới. Cái đen đô nhà em về liên tục mà. Hiện tại thì em đang giảm giá còn 55.000 đồng một chậu. Đấy, còn nếu loại nào mà còn ít thì tí em sẽ thanh lý theo combo nhá. Đây, bài liễu xưa số lượng nhiều này, em vẫn bán 55.000 đồng một chậu nhá. Vẫn chọn cho các bác những cái chậu đẹp, nhiều thân. Bài liễu thì hoa nở quanh năm, bông hoa của nó màu tạ trắng, cánh lưỡi tím này. Cái rất là bay, cái này là chưa bay nhá. Bông này thì cũng thui một số rồi. Nói chung là những năm đầu tiên thì các bác lên trồng để dưỡng cây trước. 55.000 mua 10 chậu vẫn miễn ship. Bên đây là thỏ vàng lưỡi đỏ. Thỏ vàng lưỡi đỏ thì bây giờ cái cây của nó thì khá cao, nhưng mà nó hơi, dòng này nó hơi bị rớt lá chân một chút này. Em sẽ thanh lý cho mọi người nhé. 40.000 đồng một chậu. Đấy, đang là bán 5 năm. 40.000 một chậu thỏ vàng lưỡi đỏ nhá. Em còn 4 chậu thôi ạ. 40.000. Còn hai cây bò blue này, nói chung là hai cây bò blue này hôm vừa rồi chuột nhà em nó cắn mất cái mầm một tí này. Chậu nhiều thân lắm nhưng mà nó bị cắn ý một mầm. Thực ra thì chậu, những cái chậu nhiều thân này kể cả em cắt đi một mầm thì các bác cũng không biết đấy là đâu. Tại vì nói thật các bác, chậu nó quá nhiều thân. Chậu này thì cũng bị chuột cắn cái đầu ngọn này. Đấy, còn hai chậu. Bình thường 65.000 đúng không? Em sẽ bán cho mọi người 70.000 hai chậu này, được chưa? Hai chậu bò blue này thanh lý nốt 70.000 cho các bác về ghép thành một chậu to này. 70.000 hai chậu bò blue, quá nhiều thân. Ăn ba xưa còn ba chậu nha mọi người nhá. Vẫn bán 55.000 đồng một chậu này, 55 này, 55 là 101 này. 101 thế còn cái cây này. 101. Thế được bán cho các bác 150 ba chậu đi, ăn ba xưa. Bán 50.000 một chậu, bán combo là 150 ba chậu. Tính ra một cây có cây này có 40.000 này. Ăn ba xưa 150 ba chậu nha. Thông thường các bác cứ hình dung là một cái chậu dendro này đẹp nha, em vẫn bán 65.000 nhá mọi người nhá. Mà 65 nhân 2 đây đã 130 rồi mà em bán 150 hẳn ba chậu, ăn ba xưa. Còn hai cây robust này. Một cây này thì cũng nhiều thân nhưng nó hơi nhỏ, cây này cũng nhiều. Ở cây này nó lại bị cái mầm này chắc là vừa rồi bị chuột nó cắn này này. Đấy. Thực ra nó rất là nhiều thân. Thôi. Hai chậu này cũng tính 90.000. Đấy, thanh lý luôn 90.000 hai cây, tính ra có 45.000 một cây thôi. Đấy, đây là lô dendro mà em thanh lý. Loại này 40.000 này, 150 ba cây này, 70.000 hai cây và 90.000 hai cây này. Đấy. Em còn một chậu giả pháp. Đây, chậu giả pháp cuối cùng dành cho bác nào nhanh tay này, 100.000 thôi. Trước bán 150 đấy. Hôm nay bán xả luôn 100.000 để em nhập lô hàng mới nhá, 100.000. Duy nhất. Tiếp theo nữa đó chính là những cây năm cây trắng họng tím. Đây, những cây họng tím mà rất là nhiều thân như thế này. Họng tím nhá. Đây, có cái chậu này nhiều thân thôi. Những cái chậu kia thì hơi ít thân tí. Chậu họng tím nhiều thân này em bán 150 này. Phải nói là sum suê năm cành trắng họng tím nhá. Còn những chậu mà ít thân hơn một chút này em bán 130. Ồ, chậu này cũng rất là nhiều thân. Đây, có hai chậu này to này, em bán 150 này. Tại thực ra thì nhập theo lô thì cũng có chậu to, chậu nhỏ. Em bán đồng giá mà nhặt cho các bác những cái chậu to đi tí, những các bác chậu nhỏ thì nó khó. Nên những cái chậu nhỏ thường là em sẽ phải bán giá rẻ hơn so với bình thường. Đây, cũng có chậu 101 này, năm cái trắng họng tím này. Đây, chậu 130 đây. Cũng rất là nhiều mầm nhá, năm cái trắng họng tím ngày xưa nó cũng là một cái dòng hàng đình đám đấy của dòng năm cái trắng ấy ạ. Đây, có hai chậu to này là 150 thôi. Các bác cứ lấy một chậu về, một chậu nó nhiều thân như thế này. Ngày trước 250-300.000 một thân, bây giờ 150 được một chậu, rất là nhiều thân. Tiếp theo là em lên cho mọi người những cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá. Đây, những cái bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố này là hàng bảng thuần rồi. Đấy, những cái bảng này rất là nhiều thân, rất là đẹp. Đây ạ, một bảng nhiều thân đẹp này em đang bán là 170.000 một bảng. Các bác kết hợp hai bảng nhá, 350.000 em miễn phí ship. Combo hai bảng 350, tính ra là thêm có 10.000 tiền ship thôi ạ. Còn nếu mà mua một bảng tiền phí ship là 30.000 nhá. Vẫn còn rẻ chán rồi ạ. Cái đợt hoa em nhập bán rồi còn 250 một bảng cơ. Cái đợt hoàng hoa đó. Còn cái hạc vĩ thiên cung bố ấy bây giờ mầm lên dài rồi. Hoa chơi xuân nhá. Chơi xuân. Tiếp theo thì em có những chậu sơn thủy tiên này. Sơn thủy tiên này là sơn thủy tiên hàng chậu nan nhựa hàng thuần, chậu to. 250 một giò, nhiều thân lắm. Hàng này toàn bán 280-300 thôi. Nay xả. Còn những chậu phi đen này. Em đứng xa bên đây cho các bác nhìn nó em này. Những cái chậu phi đen của sơn thủy tiên này là em đang bán xả là 160 một giò.
Mã là mua 2 giò tính 300 nghìn một cặp nhé. Đây, sơn thủy tiên này em nhập hơi nhiều, bán xả để em dọn chỗ. Mầm lên đẹp lắm, nói chung là em treo đây ăn nắng nhiều nó lên tua tủa ấy. Sơn thủy tiên giá cũ là 200 đấy ạ, bây giờ bán 160 mà mua một đôi có 300 nghìn thôi ạ. Tiếp theo là đối với dòng lan cát lai da nhá, cát lai da. Em sẽ áp dụng nốt ngày hôm nay đối với dòng lan cát là khi mua lan cát sẽ được tặng quà. Mua 2 chậu lan cát này sẽ tặng siêu lân. Mua 3 chậu lan cát sẽ tặng siêu lân và được miễn ship. Đấy, cát nhà em mua 3 chậu miễn ship. Và mua 4 chậu em sẽ tặng cho mọi người một chậu dendro. Hôm nay sẽ là chương trình cuối cùng của ngày mua lan cát tặng quà các bác nhé. Đấy. Đợt này em chạy chương trình nên là bán cũng vội vội rồi. Cát thì hoa nở quanh năm. Tất cả những đơn hàng các bác đặt cát bên em sẽ gửi kèm cho mọi người một tờ hướng dẫn kích hoa. Đối với những bác mà mới tập chơi có thể là tham khảo nhé. Hoa nở quanh năm mà nhớ là cho ăn nắng thật nhiều. Hoa của nó nở quanh năm liên tục. Đây là dòng cái cát trắng lưỡi tím. Duy nhất còn một giò đó mọi người nhé. Mà chậu rất là nhiều thân. Dòng này thì hoa rất là thơm. Cây của nó lùn tầm một gang tay chậu đổ lại thôi. Em bán 180 này. Sang bên đây là cát tím đậm này. Bụi phải nói là siêu to đùng. Đố các bác mua được cái chậu này với giá từ chỉ có hơn 200. Cây này ít nhất phải rơi tầm 250 đến hơn 300. Bụi to lắm. Cát tím đậm này bông to mà thơm. Bụi to. Cát một lá nhá. Loại này còn một giò cuối cùng 230.000. Chậu cát tím đậm. Không còn cái chậu nào đẹp hơn nữa rồi. Cát bảo nghi. Dòng bảo nghi thì hoa của nó bông to và đổi màu rất là đẹp nhá. Đây là dòng bụi to, chậu to, size to. Em bán là 170.000. Bảo nghi. Cát Taiwan Gold, hoa cánh vàng, lưỡi đỏ chớp chớp. Loại này thì ít thân thôi nhưng mà hoa thì siêu đẹp, 220.000 đồng một chậu. Còn 3 chậu ạ. Nhớ là chương trình ưu đãi lãi của em đấy ạ, để các bác có thể gộp đơn. Amaki vừa rồi em giảm giá từ 230 còn 200 nên là em còn ít thôi, còn có 2 chậu. Chậu to này là em bán 200 này. Đây chậu to này hôm vừa rồi bán 230 này, giờ em bán xả là 200 này. Chậu này nhiều thân nhá. Còn một loại chậu này nó hơi ít thân hơn một tí này. Em tính cho các bác 170 thôi. Cũng đều là những cái chậu to em nhập đấy. Cát thì nhớ các bác phải cố định cho em sang cái que nhé, cái móc nhé. 170.000. Tiếp theo là cái màu đỏ mắt mèo. Bông hoa rất là đẹp và rất là to. Hàng một lá 130.000 cái đỏ mắt mèo này. Bán chạy lắm. Cát bảo nghi dòng size nhỏ 130.000 bảo nghi size nhỏ. Tiếp theo là cát đỏ zin zin, hàng 2 lá 130.000 đỏ zin zin. Cát đỏ zin zin, dòng hoa chùm nhá, tú cầu đỏ ạ. Cát vàng mắt mèo 130.000. Đây cát tú cầu vàng đây, bụi rất là to, nhiều thân. Bông hoa của nó là bông hoa màu vàng chùm với lưỡi của nó màu đỏ rất là đẹp, 130. Cát trắng họng vàng cũng 130.000. Trắng họng vàng. Còn một bụi này 130. Cái cát red đỏ này, sai hoa lắm, cũng 130.000, còn một chậu red đỏ 130 này. Cát ba vàng ba đỏ cũng 130.000. Cát cam chớp 130.000. Bông đẹp và bảy sắc cầu vồng vẫn không thể thiếu trong cái combo và bộ sưu tập cát của em. Bảy sắc cầu vồng thì chậu nó hơi ít thân một tí thôi, nhưng mà cây thì hoa thì rất là đẹp, 130.000 nhá. Đấy, tất cả dòng lan cát thì đều được miễn ship từ 3 chậu và có chương trình tặng quà từ 2 chậu, 3 chậu và 4 chậu nhá. 4 chậu trở lên. Đấy. Ngoài ra các bác mà có nhu cầu mua cây hoa mộc hương thì có thể liên hệ với shop nhé. Nhà em một cái cây mộc hương bụi to này mới có 100.000 thôi. Hàng này thì nói chung là tiền cước thì nó sẽ hơi cao một tí. Nhưng mà hàng nhà em bán thì cây của nó rất là to, mộc hương ta này, hoa thơm ấy. Về thêm một cái loại mặt hàng cực kỳ là mới, đó chính là cây hải yến lai với cửu bảo tiên này. Bông hoa của nó vừa to vừa thơm mà rất là đẹp. Đây là cái bông hoa nó còn bị thui bớt hoa đấy, nên cái bông hoa nở ra khuôn bông của nó còn không thể hiện hết được. Ví dụ như những cái bông này á, nó nở ra thì vòi rất là dài. Có duy nhất cây này có nụ hoa, còn tất cả đều không có nụ hoa nhá. Em bán một cây Vanda Lai với cửu bảo tiên này với giá là 150 thôi ạ. Đây là cái giống mới nhá, giống mới mà bên Thái người ta lai tạo ra cái bông hoa rất là đẹp. Bởi vì nó lai tạo lên cái lọ dòng này nó sẽ nở hoa quanh năm và liên tục ạ. Nó không phải như là cây cửu bảo tiên nó chỉ ra hoa vào một mùa. Nên là người ta thích cái hàng lai với những cái giống như là Vanda là thế ạ. Tiếp theo em lên cho mọi người những cái chậu chớp Mỹ. Chớp Mỹ đợt này thì giá nó cũng rẻ thôi, chỉ có hơn 100.000 là có chậu chớp Mỹ hoa Tết đẹp rồi. Bông hoa của nó cánh viền chớp và dòng phi điệp này thì hoa rất là thơm.
Có chậu nhiều thân, có chậu ít thân. Thường thì ít thân nó cao hơn là những chậu nhiều thân ạ. Em đã đánh theo từng mã rồi, các bác chỉ đọc đúng mã là em sẽ nhặt đúng hình này. Mã C26 của chấp Mỹ này, một chậu 3 thân dài đẹp này, 140.000 này. Mã C22 chấp Mỹ, chậu này thì cực kỳ là nhiều thân, đếm thì nó phải rơi tầm 2, 4, 6, 7 thân đấy ạ. 7 thân nhưng nó hơi ngắn một chút, nhưng mà giá 150 thôi. Nhiều thân lắm. Những cái chậu nhiều thân thì các bác có thể tách chậu để trồng thêm vào những cái chậu khác, tách làm hai chậu. Chậu C25 3 thân dài đều nhau 130.000. Đấy. Trước đây mua một cái kỳ chấp Mỹ bé xíu một xíu đã hơn 100.000, bây giờ 130, 3 chậu thân dài miên man. Hoa thì vẫn thơm và vẫn rất là đẹp, giống này nó ươm kỳ lên. C4 chấp Mỹ 150 này, 2 4 6 cũng 7 thân. Cả dài cả ngắn, 150 thôi. C24 chấp Mỹ 150.000. 2 4 6 thân. 150 C24. C3 chấp Mỹ 120.000, 4 thân. 4 thân, cả dài cả ngắn nhá. C21 chấp Mỹ 150.000 này, 5 thân. Đẹp chưa? 150 chấp Mỹ. C20 chấp Mỹ 140.000. 3 thân. 140.000 3 thân. Và cuối cùng cái hai cái chậu này là cái chậu mà hai thân mà rất là dài luôn, dài bằng móc luôn, có 120.000. Chậu C1 này. Hai cái chậu này thân dài bằng móc. Rất là dài, rất là mập đẹp. Đấy, đây là cái lô chấp Mỹ mà về có tầm khoảng 30 chậu, giờ chỉ còn gần khó chục, gần chục chậu. Tầm gần chục chậu chấp Mỹ. Tiếp theo là đến dòng địa lan ạ. Hôm nay thì em có về duy nhất một cái dòng địa lan mà rất là hot. Thực ra lại bán bao năm thì cái dòng địa lan này, đó chính là cây hương cát cát, vẫn là cái dòng mà rất là nhiều khách ưa chuộng. Bởi vì cái bông hoa nó màu vàng tươi rất là đẹp. Màu vàng thường là những cái bông hoa rất là tươi tắn mọi người nhé. Hiện tại thì cây đang lên nụ các bác ạ. Đây, có những cây nụ nó đang cao cao rồi. Và bụi hôm nay thì phải nói là nó rất là nhiều thân, nó phải tràn qua chậu rồi. Về các bác sang chậu to để nó còn đẻ. Chơi hoa xong các bác có thể tách cái chậu địa lan hương cát cát này để trồng sang những chậu nhỏ hơn. Thực ra dòng địa lan này các bác tách ra cũng được. Một bụi này phải trồng được 3 chậu nhỏ ấy ạ. Bởi vì nó còn phát triển, nó còn đẻ mầm các kiểu nữa. Cây thì nó cũng đang có nụ hoa nhá. Hôm qua thì em thấy là cũng cây luôn nụ cao, cũng cây nó chỉ đang nhú nhú thấp thấp bé xíu này thôi. Nên các bác yên tâm là hàng này toàn bộ là đang có nụ. Đấy, có thể nó đẩy cao rồi, có thể chưa. Em bán một chậu địa lan hương cát cát này đang nụ 180.000, bụi to. Hàng Tết thì toàn 250-300 như năm ngoái. Hương cát cát cháy hàng luôn. Mua tầm này thì gọi là chơi quanh năm thì nó rẻ, có 180, chơi xong rồi làm giống cũng được. Tiếp theo sang bên đây là lan trầm nha các bác nhé. Trầm nhà em vẫn tiếp tục chương trình miễn ship từ 3 chậu trầm. Các dòng trầm kết hợp với nhau được miễn phí ship này. Trước mặt mọi người là một cái lô trầm trắng phải nói siêu VIP. Em còn đâu đó chỉ còn tầm khoảng 5-6 chậu thôi, cái trầm trắng này. Trầm trắng đợt này về cây vừa to, vừa cao, vừa mập, vừa đẹp các bác ạ. Đấy, bông hoa màu trắng tinh, một cái dòng bông hoa màu trắng rất là thơm và rất là đẹp. Trầm trắng này thì em bán với giá là 160.000 nhá. Đợt này cây nó to hơn hẳn đấy, mà giá thì nhỉnh hơn có 10.000. Giờ em nhập thì đắt hơn 20.000 nhưng mà bán chỉ nhỉnh lên có 10.000 này. Đây cũng có chậu để nhiều thân. Cũng có chậu tầm khoảng 5 thân trở lên nhá. Chậu nào 5 thân thì thường là thân nó vừa vừa, nhưng mà chậu nào 6 7 thân thì thân nó thấp, thấp hẳn. Đấy, nói chung là bên 5 thân thì nó cao, còn những cái chậu mà nhiều thân thì nó thấp hơn. Đây như chậu này thì rõ mập này. Ồ, chậu này thì còn có cũng 5 thân. Nhưng có những thân siêu mập này. 160.000 nhá, 3 chậu trầm trắng em miễn phí ship này. Còn tiếp bên đây là những cái chậu trầm cổ mọi người nhá. Lan trầm cổ ạ, trầm xưa hoa tím đậm và cực kỳ là thơm. Một chậu thì nó cũng rơi tầm khoảng 5 6 7 thân. Đấy, những chậu nào 5 thân thì thường nó dài, 6 7 thân thì thân nó vừa vừa như này, nhiều lắm. Nói chung là trầm cổ đợt này thì cây của nó rất là đẹp. Đây là một cái dòng giống trầm xưa. Ngày xưa mua theo thân thì cũng phải 350 một thân mới mua được một cái chậu trầm cổ ấy. Bây giờ người ta nhân giống cũng nhanh. Đấy, hôm nay thì trầm cổ ấy bán có 150 một chậu nhá. Các bác mua một chậu bên em cũng ship, và mua 3 chậu thì em miễn phí ship. Đây là trầm cổ. Còn đi vào phía bên đây, đây là một cái rừng cây đây. Hiện tại đây là một cái lô trầm rồng đỏ, phải nói là quá xịn sò. Nhà em sở dĩ đợt này nhập trầm rồng đỏ nhiều, bởi vì sao các bạn, sắp đến cái thời điểm mà đến cuối tầm khoảng 1-2 tháng nữa thôi là tất cả dòng trầm rồng đỏ lại sẽ lên giá.
người ta sẽ bắt đầu người ta sẽ tính theo thân các bác nhá. Bây giờ em vẫn tính theo chậu bởi vì thân của nó bây giờ nó vẫn đang trên đà phát triển, chỉ tầm 1-2 tháng nữa thôi nó bắt đầu nó đi vào cái trạng thái là cây mầm nó cao hơn, là người ta bắt đầu tính theo thân rồi. Và chầm giống đỏ này, các bác nhìn tình trạng cây của nhà em này, cây rất là đẹp. Em có hai loại nhá để các bác lựa chọn. Cái loại này vườn này thì nhà vườn người ta vẫn giữ thân già. Có những vườn người ta sau khi ra hoa xong người ta cắt tỉa hết thân già để làm sao ạ? Để ươm ki, để nhân giống và để đấy, tức là để nhân giống nữa các bạn. Còn khi mà đã để thân già này thì em thấy là tất cả những thân mà để thân già như này ấy, nó có dưỡng chất, nó nuôi những cái mầm này nên thân nó rất là mập. Mọi người nhìn cho em này, những chậu nào ít thân thì thân rất là mập, chậu nhiều thân thì cũng mập. Đấy, bởi vì nó có cái dưỡng chất của những cái thân già nó nuôi. Còn đây là nó vẫn đẩy quy lên, sau này các bác cắt, sau này nó lớn lên rồi nhá, những cái mầm này nó lớn cao rồi các bác có thể cắt đi và các bác ươm ki, nó sẽ được rất là nhiều giống. Và cái loại này em bán 150 thôi ạ. Số lượng loại này em về 50 chậu, chắc chỉ còn tầm hơn 20 chậu thôi. Đấy, đây là chầm giống đỏ cái loại này. Nhập cái lô của vườn này em rất là ưng. Còn một loại nữa, mà cái loại mà em đang kể mà nhà vườn người ta cắt hết những cái thân già đấy các bác. Đây ví dụ như thế này này. Ví dụ như thế này là người ta chơi xong người ta cắt hết thân già. Thực ra cái lô này thì em thấy là nhập của vườn này nó rất là đanh, đanh cây. Đấy, nhìn nó đanh cây như thế này cơ. Đấy, nhưng mà nó rơi tầm khoảng 4-5 thân. Bên kia thì nó cũng tầm vậy. Thì loại này thì em bán 130 thôi. Cái loại mà cắt hết thân già này em bán 130.000 thôi này. Mua 3 chậu 390 em cũng miễn phí ship nhá. Đấy, có hai loại. Còn bên đây là những cái cây coki hoa màu vàng. Coki hoa vàng các bác nhé. Đây là một cái dòng mới của cái dòng bên Thái, người ta nhân giống ra cái loại coki bông hoa màu vàng tươi, bông to rất là đẹp. Em bán một chậu coki hoa vàng sưu tầm này với giá chỉ 130.000 thôi ạ. Đây, cây lá xếp V rất là đẹp, chiều cao thì nó cũng thấp thấp thôi nhá. Bởi vì những cái dòng hàng sưu tầm ấy nó cũng không có nhiều. Đấy, 130.000. Coki hoa vàng. Còn bên đây là những cái cây samurai, dáng hương samurai hoa trắng và rất là thơm. Bụi là nó sẽ là rề mẹ con như thế này và hoa thơm nở quanh năm. Hàng này thì các bác về có thể ghép lên trên gỗ lũa hoặc là ghép chậu hoặc là treo không cũng được. Chủ yếu là dòng này chơi hương thơm ngào ngạt luôn. 140.000 một chậu. Em còn vài chậu hạc vĩ thiên cung lự bố này. Những cái hàng chậu này rất là dài mọi người nhé, dài miên man. Còn những cái hàng bảng thì thường là nó sẽ đều thân và nó ngắn hơn. Đấy, khi mà các bác mua hạc vĩ thì các bác có thể chọn hàng chậu hàng bảng tùy thích. Đây ạ, một chậu này nó nhiều thân lắm. Em bán với giá là 160.000 thôi. Chỉ có 160.000 là các bác có một chậu hạc vĩ thiên cung hàng ươm ki của Đài Loan rất là đẹp rồi. Đây em có hai cái chậu dendro tím đậm này. Lô này nhập cái hồi mà nhà vườn này người ta có cái dòng tím đậm này chuẩn hoa mà nhập rất là cao. Hôm nay em còn 2-3 chậu em xả mọi người nhé. Chậu này thì đầy ki trên thân luôn. Mầm cũng lên nhiều. Chậu này em xả cho các bác 130.000. Chậu tím đậm này. Chậu số 2 tím đậm nhá. Chậu này thì thân dài hơn. Chậu này 190.000. À 180 thôi. Tôi bán 180. Hàng này chuẩn hoa nhé. Những cái dòng dendro này là em bán chuẩn hoa. Còn nếu mà cái dòng dendro xuân mà hoa của nó tím thường ấy thì nó cũng rẻ hơn. Đây, một chậu này 130, một chậu 180 này. Có hai chậu dendro tím đậm. Em còn vài chậu đó chính là dòng dendro năm cánh trắng quốc dân này. Một hiệu dendro năm cánh trắng quốc dân đợt này rất là nhiều thân nhá, bụi to mọi người nhá. Không phải cái loại mà chậu cứ tầm khoảng gang tay thì thấp thấp đâu. Hôm nay chậu to và cao lắm, phải cao khoảng 2 gang tay trở lên. Đấy, chậu nhiều thân, có tầm khoảng vài chậu thôi. Dendro năm cánh trắng quốc dân này. 150 một bụi nha mọi người nhá. Một bụi này là 150.000. Hàng này thì ghép lên chậu to thành làm tác phẩm luôn. Hàng tác phẩm lên chậu to toàn 250 thôi. Đấy, dendro năm cánh trắng quốc dân. Còn vài chậu nhá. Em quay cho mọi người xem tình trạng chậu. Cửu Bảo Tiên hàng cây đôi. Đây một chậu của Bảo Tiên đợt này sẽ là về chậu 2 cây nha mọi người nhá. Và giá chỉ có 150 thôi. Bây giờ cây đơn của nó đã rơi tầm 130 rồi, 130 một cây. Đấy, em về cái lô này toàn cây đôi là 150.000 nhá. Tính ra các bác sẽ tính ra có hơn 70.000 một cây, 75.000 một cây cửu Bảo Tiên. Giống này hoa rất là thơm. Còn bên đây là cây coki, Corax coki. Coki lúc nãy là coki hoa màu vàng, còn đây là coki hoa màu tím trắng là cái coki hàng nguyên bản của nó ạ. Đấy, loại này thì cây nó chỉ cao tầm một gang đổ lại, cây lá xếp rất là đẹp, 140 một chậu coki nhá. Corax coki. Còn ba chậu này thôi. Em còn vài chậu năm cái trắng họng hồng thôi ạ. Đợt này họng hồng thì rất là nhiều thân nhá. Nếu mà các bác lấy cái chậu mà cao cao thì thường nó chỉ có 5 thân thôi. Nhưng mà những cái chậu mà thấp thấp thì nó phải 7-8 thân, rất là nhiều. Em bán thì đồng giá là 130 một chậu. Đấy, năm cái trắng họng hồng nhá.
Hàng này to, nhiều thân này thì về làm tác phẩm được, cũng chỉ còn 3-4 chậu. Ở phía bên đây là 5 cái trắng HO hay 5 cái trắng Hiển Oanh, một trong những cái dòng 5 cái trắng mà ngày xưa gọi là đình đám ạ. Thời điểm đỉnh nhất của nó là 5 triệu 1 cm. Đấy. Hôm nay một chậu của em thì nó nhiều lắm, nhiều, cái này không biết là đếm là nó sẽ là bao nhiêu cm đó. Đấy, và hôm nay thì bán chỉ có 110.000 đồng một chậu 5 cái trắng Hiển Oanh nhá. Hàng này thì ghép cho vào chậu sứ, sành sứ. Đây, hôm vừa rồi vận chuyển về em này bằng đường ô tô mà nó cũng vỡ 1-2 chậu. Nên nếu các bác đặt hàng này á, bọn em đóng gói đến nơi, nếu mà các bác bị vỡ chậu thì các bác cũng thông cảm nhé. Để các bác sang chậu mới, bởi vì chậu này nó nhiều thân rồi, nên sang chậu mới để cho nó phát triển dài hơn. 5 cái trắng Hiển Oanh chỉ có 110.000 đồng một chậu. Bác nào lấy 3 chậu em sẽ tính cho bác tròn là 100.000 nhé. Mua 3 chậu thì tính tròn 100. Giá rẻ bất ngờ luôn. Còn tầm khoảng vài chậu Dendro vàng kim cương, bụi sự to, khỏe, đẹp mà nhiều thân nhá các bác nhá. Dendro vàng kim cương đợt này thì cây rất là mập mạp, khỏe mạnh. Em bán đồng giá là 330.000 đồng một chậu. Không có thời gian quay hình chứ năm đợt trước là có những cái lô là 380 một chậu ấy. Lô đợt này em bán đồng giá luôn, 330.000, thân to này bằng ngón tay cái luôn. Dòng này thì hoa nở dốc từ gốc đến ngọn nhá, từ gốc đến ngọn và hoa rất là đẹp. Hàng này toàn hàng thân thủ thôi, ươm kỳ lên từ những cái gốc mà thân thủ to rất là đẹp, 330.000. Em còn vài chậu phi điệp Hòa Bình nhá. Những chậu này thì rất là dài. Thực ra thì có những cái thân mà thân hoa nó dài tầm gần mét này. Có thân thì ít hơn, nhưng mà chậu nào ít thì thường là nhiều mầm hơn, mầm gốc hơn. Còn những chậu thân dài thì mầm gốc nó lại ít nhá các bác nhá. Em bán đồng giá hết là 150 một chậu. Đây là phi điệp Hòa Bình, bông hoa hôm qua có một cái chậu mà sổ bông hoa đẹp ấy. Có khách nhà ta lấy mất rồi. Không có khuôn bông cho mọi người xem. Còn đây là hoàng nhạn đột biến này, hàng va đột biến này, còn ít thôi, còn 3-4 cây thôi. 4 cây, 5 cây. Cây đẹp. Loại này em bán là 170.000 đồng một chậu hàng nhạn đột biến nhá. Hoa vàng lưỡi trắng. Tiếp theo Vanda. Vanda thì em có rất là nhiều màu. Hàng này phân màu rồi. Thì em sẽ phân màu và sẽ báo giá cho các bác từng loại như sau. Cái màu bên đây là cái màu vàng bò này. Vàng bò là cái màu vàng và cái đốm của nó là đốm đỏ. Vàng bò này rất là đẹp, 150.000 một cây. Sang bên đây là cái màu vàng hoàng kim, nó cái màu vàng tươi á, với một chút đốm ở giữa. Loại này thì em bán 170 nhá. Chậu này là chậu cây mẹ con, cây đôi. Đây vàng hoàng kim toàn là cây đôi hết. Cây đôi này hoặc cây mẹ con này to. Còn bên đây là màu tím này. Màu tím này thì là 130. Tím này có nụ. Hàng tím có nụ này là 150. Tím đậm. Còn cái cây tím mà mẹ con này là màu tím phớt thì là 130. Tiếp theo nữa là cái màu, màu trắng này. Em có một cái màu trắng đôi này hai cây màu trắng đôi này. Trắng đôi thì em bán là 190. Còn cái cây trắng đơn này là em bán 150 này. Cây trắng đơn này là 150, còn cây trắng đôi hai cây là 190.000. Và tiếp tục vào một cái lô Vanda hồng 3D hay là cây Vanda hai màu hoa, màu hồng và màu đỏ mới về. Lô đợt này thì cây rất là to. Đấy, cây lá xếp này. Em bán một chậu cây mẹ con như này, một mẹ đẻ con ở nách này hoặc là một mẹ đẻ con ở gốc này, giá là 160.000 nhá. Cây hai mặt hoa nhá, cây to, loại này thì hoa to vẫn nở quanh năm. Tiếp theo em có một số những chậu hàng thanh lý nhá. Em ký hiệu đây là một cái combo gồm 3 cây cát thanh lý này, một cây cát vàng vàng này. Một cây này là cây đỏ vàng mắt mèo này. Cây này thì nó to nhưng nó gãy lá một tí. Và cây này là cây cát bảo nghi. Này. Đấy, loại này đang bán 130 một chậu ấy ạ, 390 đúng không? Em sẽ thanh lý cho mọi người 3 chậu này với giá là 150. Cây số combo số 1 150, 3 cây cát. Số 2, S2 là một cái chậu Dendro Úc Mắt Đen 150.000. Mầm gốc lên rất là nhiều và rất là nhiều thân tơ. Chậu này phải mười mấy thân tơ nhá, 4, 6, 8, 10, 12 thân tơ. 150, chậu S2 Dendro Úc Mắt Đen. Chậu S3 Dendro Úc Mắt Đen, chậu này rất là nhiều và nó cao hơn cái chậu kia này. Chậu này 150 này, chậu này là 170.000 này. Chậu số 3 đen đố mắt đen 2, 4, 6, 8, 10 cũng phải rơi tầm trên 10. Chậu S4 là một chậu kiều vuông lục bắc này, rất là xum xuê, chậu này em bán 160 đây, 160.000. Chậu S5 cũng là một chậu kiều vuông lục bắc, chậu này bán 150 này. Hàng chậu mà rẻ hơn cả cái hàng cốc người ta. Người ta bán cái cốc kiều nó 150. Đây là còn ít em dọn vườn nhá. Và chậu S6, chậu này lá mít, thân rất là mập nhưng nó bị rụng rớt một hai cái lá. Chậu này em thanh lý 110.000 đồng.
Trước đây toàn bán 180 một chậu ấy ạ. Bây giờ bán 110.000 đồng một chậu. Còn vài chậu kiều lục bắc xả nốt. Và mã S7 nó combo 2 chậu giả hạc Hawaii siêu kỳ trên thân. 70.000 2 chậu. Tính ra có 35.000 một chậu. 70.000 2 chậu nhá. Cho các bác nào về thích gươm kỳ nhá. S7 này. Tiếp theo là có một số những chậu đen đô chớp bịp. Đây là chớp bịp, đây mặt hoa của nó này. Cánh viền chớp vàng đỏ rất là đẹp. Em ký hiệu đây là mã B5 này, 180.000 chậu chớp bịp B5 này. Mã B7 này, chậu này 220.000 này. 220.000, cao dài đẹp. Mã B4 190.000 chậu chớp bịp. Vì đây là hàng nở hoa rồi nên lô này là em giảm giá toàn từ 220 xuống còn có trăm mấy thôi ạ. Mã B8 này, cây này tơ này, 190.000 cây tơ. Mã B6 chớp bịp 200.000 cây tơ đẹp. Mã B3 chớp bịp 200.000 cây này nhiều thân này. Mã B2 chớp bịp 160.000 cây này thì cây tơ. Mã B14 chớp bịp cao dài 190.000 nở hoa đây, sai hoa thế, loại này sai hoa cực kỳ luôn. Mã B10 chấp bịp 160.000 để làm giống nhá. Mã B10 làm giống là 160 này. B11 170.000 này. B9 chấp bịp 180.000 này. Và bên này là B13 chấp bịp 180.000. Đây ạ, đây là những cái mã chấp bịp mà nhà em đang có này. Rất là đẹp này. Và cuối cùng em sẽ thanh lý cho mọi người hàng kilo. À, đây em còn một cây hỏa hoàng đỏ cuối cùng này bán 130 này. Hôm trước bán 190 này, còn một cây quý này, bụi mẹ con 130 nốt. Em thanh lý hàng kg nhé. Nói chung là mùa này hàng cân nó hao lắm. Chắc sau cái lô này là nhập hàng cân em sẽ hạn chế hơn. Mã K1 này. Đây là kiều vàng này. Hai dè, hơi ít lá một tí em bán 60.000. K2 kiều vàng cũng 60.000. Đây một cái dè cao to, dè này rất là cao, thân này thân tơ này. Dè này thì thấp hơn, 60.000 hai dè này. K2 kiều vàng. K3 50.000 này, một lô kiều vàng thân lùn này, 50.000 một đống mà. Mã K4 cũng 50.000 kiều vàng. Mã K5 60.000 kiều vàng. Mã K6 kiều vàng 60.000 này. Được rất là nhiều. Mã K7 sóc Lào 50.000 này, được một đống này, 50.000 kiều sóc Lào. Mã K8 30.000 hoàng thảo môi tua. Mã K9 một lô hoàng thảo môi tua 50.000, rất là nhiều lá luôn, thân lùn. Mã K10 là một bó kim điệp xuân và tóc tiên 70.000. Kim điệp xuân đang lên mầm này. Mã K11 một lô bạch nhạn quế tím, còn ít bạch nhạn này, hơi mất nước tí nhá. Và tam màu sắc xếp cây giống 60.000, combo hai loại này. 60.000 K11. Mã K12 cũng 60.000 tam màu sắc này, cây giống. Được rất là nhiều cây. Mã K13 là mớ tam màu sắc Điện Biên 50.000. Nói chung là lô này thanh lý này, cây to thì thường nó hay lỗi ngọn 50.000. Đây em còn một ít cái môi tua mà lẻ lẻ này. Bác nào mua cái chỗ lẻ môi tua này được bao nhiêu em tính cho mọi người 100.000 một cân thôi. Đầy nụ luôn. Chỗ này chắc chưa? Đang đầy nụ hoa luôn. 100.000 chỗ một cân nhá. Các bác cân chỗ này được bao nhiêu, được cân hơn cân thì tính từng đấy nhá. Giáng hương tâm một sát Điện Biên này đang thanh lý 130 thôi này. Trời ơi 180 mà bây giờ bán 130 mà hao cân lỗi. Lỗ chết dở luôn ấy. Riêng hàng cân em bán em bán lỗ. Và hôm nay thì em xin phép kết thúc clip đây nhá. Nhận đơn hàng các bác trong phiên hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bác.